nam diễn viên từng bị Phong rất comeback tại Thái Lan, còn kết hôn luôn với công chúa nước này. Lý Dịch Phong được cho là chuẩn bị comeback tại Thái Lan sau thời gian dài phong sát. Lý Dịch Phong từng là một trong tứ đại đỉnh lưu của showbiz Hoa ngữ, sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên, nam diễn viên bất ngờ rớt đài vì vướng scandal mua dâm chấn động vào năm ngoái. Sau khi vụ việc nổ ra, sự nghiệp ở Trung Quốc của Lý Dịch Phong bị đóng băng hoàn toàn, người hâm mộ cũng đồng loạt quay lưng. Tuy nhiên mới đây, theo một số thông tin bên lề, nam diễn viên có khả năng sẽ comeback tại một số thị trường nước ngoài, cụ thể là Thái Lan. Không thể phủ nhận, lợi thế về ngoại hình cũng như hình tượng suốt bao năm gầy dựng của Lý Dịch Phong vẫn được một số fan quốc tế yêu thích. Việc nam diễn viên làm lại sự nghiệp ở Thái Lan là điều có thể xảy ra. Chưa dừng ở đó, Lý Dịch Phong còn được đồn đoán đang hẹn hò với công chúa Thái Lan, một bước trở lại cuộc sống hoàng kim như trước kia. Thông tin này khiến netizen Trung càng ném đá nam diễn viên dữ dội hơn. Lý Dịch Phong từng theo Học viện Điện ảnh Truyền hình, Đại học Sư phạm Tứ Xuyên, chuyên ngành Mata. Sau đó, nam tài tử lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc nhưng không được đón nhận. Mãi sau này khi bén duyên diễn xuất, sự nghiệp Lý Dịch Phong mới phất lên như diều gặp gió. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì nam diễn viên bất ngờ bị khui đời tư bê bối, cuộc sống thác loạn. Vụ việc lớn đến nỗi sự nghiệp ở Trung Quốc của Lý Dịch Phong tiêu tan hoàn toàn.